Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 9 tác hại của nhai đêm nhiều người chưa biết, điều số 3 nhất định phải nhớ. Nhai đêm là một thành phần làm đẹp phổ biến mà không cần giới thiệu. Nó không chỉ là một cơn sốt trong thế giới sắc đẹp mà cả trong thế giới sức khỏe nữa. Nhai đêm sản xuất ra hai chất là treo và mủ, được sử dụng trong các loại thuốc. Treo lô hội như chúng ta đều biết là chất treo trong lá lô hội. Còn mủ lô hội có màu vàng nhạt và xuất phát từ bên dưới da của cây. Treo lô hội được tạo thành từ khoảng 96% nước và chứa các vitamin E, B, C và E. Treo lô hội rất cần thiết cho sức khỏe, tóc và da. Loại treo này cũng được sử dụng để sản xuất nước ép lô hội, đã được sử dụng theo truyền thống trong nhiều chế phẩm Ayurvedic, thuốc bổ nói riêng và thuốc men nói chung. Tuy nhiên, nếu dùng lượng nước ép lô hội dư thừa, có thể gây hại cho cơ thể và dẫn đến nhiều tác dụng phụ khác nhau. Một số người còn có thể bị dị ứng với mủ của cây lô hội. Vậy, lô hội có an toàn để tiêu thụ không? Tùy tiện uống nước ép lô hội có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn như tiêu chảy, chuột rút ở bụng, yếu cơ, sưng cổ họng và nghiêm trọng hơn là mất thị lực. Tiêu thụ một lượng lớn nước ép lô hội trong một thời gian dài cũng có thể dẫn đến suy thận. Gây dị ứng da. Việc sử dụng treo lô hội trong một thời gian dài có thể gây dị ứng da như viêm, phát ban và đỏ mí mắt. Các tác dụng phụ khác trên da bao gồm khô, cứng, phát triển các đốm tím. Hơn nữa, bôi treo lô hội và bước ra ngoài nắng có thể gây phát ban, kích ứng da hoặc da bị đỏ và bỏng. Giảm lượng đường trong máu. Lô hội có liên quan đến lượng đường trong máu thấp hơn và do đó bệnh nhân tiểu đường nên thận trọng hơn khi tiêu thụ lô hội. Gây biến chứng trong thai kỳ và cho con bú. Cả treo và mủ của lô hội đều có thể không an toàn cho bà mẹ mang thai và cho con bú khi ăn phải. Lý do là lô hội có thể kích thích các cơn co thắt tử cung và gây ra các biến chứng như sảy thai và làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Còn khi cho con bú, tiêu thụ nước ép lô hội có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Tổn thương gan. Tiêu thụ lô hội liều cao có thể dẫn đến viêm gan. Sự hiện diện của nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như C-glycosides, lectins, polymannans trong lô hội có thể ảnh hưởng đến quá trình giải độc của gan và điều này có thể dẫn đến tổn thương gan. Suy thận. Lô hội có thể tương tác với một số loại thuốc, thuốc trị đái tháo đường, thuốc lợi tiểu, vân vân, và có thể dẫn đến bệnh thận trong thời gian dài. Dùng mủ lô hội cũng có liên quan đến suy thận. Vì vậy, những người bị bất kỳ vấn đề gì về thận nên tránh tiêu thụ lô hội. Mất cân bằng điện giải. Tiêu thụ một lượng lớn nước ép lô hội có thể gây ra chuyển động lỏng lẻo, tiêu chảy và đau bụng, do đau dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải. Gây khó chịu dạ dày. Một trong những tác dụng phụ của việc uống nước ép lô hội là cảm giác khó chịu ở dạ dày. Mủ lô hội có thể gây ra chuột rút quá mức, đau bụng và đầy bụng. Tránh uống nước ép lô hội nếu bạn đang đối phó với các vấn đề về dạ dày. Gây hại thêm cho bệnh Crohn, bệnh về đường ruột và viêm loét đại tràng. Nếu bạn đang mắc bệnh đường ruột, chẳng hạn như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, hãy tránh uống nước ép lô hội vì mủ lô hội là chất kích thích gây hại thêm cho ruột. Làm bệnh trí nặng hơn. Nếu bạn bị bệnh trí, không nên tiêu thụ nước ép lô hội vì nó có thể làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn. Ngoài ra,
những người vừa trải qua cuộc phẫu thuật cũng nên thận trọng khi sử dụng lô hội. Thừa canxi có thể dẫn đến ung thư, chuyên gia chỉ rõ bổ sung đúng cách. Theo kết luận về việc sử dụng các chất bổ sung canxi có nguy cơ cao gây ung thư của nhóm các nhà khoa học từ Đại học Tufts, Massachusetts, Hoa Kỳ, đã khiến các tín đồ về thực phẩm chức năng thêm hoang mang lo lắng. Các nhà khoa học đã tìm hiểu việc sử dụng vitamin và bổ sung chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào đối với tỷ lệ tử vong nói chung, đối với các bệnh tim mạch và ung thư nói riêng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung đầy đủ vitamin E và vitamin K cũng như magie, kẽm và đồng ở mức tiêu thụ trung bình và cao hơn một chút có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh về tim mạch. Đồng thời, các nhà khoa học lưu ý rằng sự phụ thuộc này bắt nguồn từ các chất dinh dưỡng đến từ thực phẩm chứ không phải từ phụ gia thực phẩm. Đối với canxi, số ca tử vong do ung thư ở những người dùng thuốc với liều cao hơn 1.000mg một ngày, cao gấp đôi so với những người không sử dụng các chất bổ sung như vậy. Ngoài ra, bằng chứng thu được là việc bổ sung vitamin D không hợp lý ở những người không bị thiếu hụt có thể làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Hậu quả do bổ sung canxi không đúng cách. 95% khung xương, răng, móng tay của chúng ta được cấu tạo từ canxi và bị hư hao hàng ngày thông qua mồ hôi và nước tiểu. Cùng với tuổi tác, sự hao hụt canxi diễn ra nếu không có lượng bù đắp sẽ dẫn đến các quá trình xốp xương, loãng xương, tiêu xương. Lựa chọn canxi không đúng, bổ sung quá liều dẫn đến táo bón mà cơ thể không hấp thu hết cũng là một trong những sai lầm thường gặp. Việc bổ sung canxi không đúng cách có thể gây ra các biến chứng từ nhẹ đến nặng như ăn không ngon miệng, táo bón, buồn nôn, mệt mỏi, đau cơ, đau xương, tiểu nhiều làm mất nước. Ngoài ra, việc bổ sung canxi quá thừa, lượng canxi không hấp thụ hết là nguyên nhân gây những bệnh sau. Sỏi thận. Thừa canxi còn gây quá tải cho thận. Nếu vẫn tiếp tục bổ sung quá nhu cầu cơ thể trong thời gian dài, sẽ làm tăng nguy cơ sỏi niệu quản, sỏi thận. Bệnh có thể nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị kịp thời. Cường giáp. Các tuyến cần giáp có trách nhiệm kiểm soát lượng canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi hormone tuyến cần giáp được sản xuất với số lượng lớn, có nguy cơ cao mắc bệnh cường giáp. Đây là một tác dụng phụ do thừa canxi. Bệnh tim mạch. Dùng canxi liều cao có thể làm ảnh hưởng đến nồng độ canxi trong máu, gây rối loạn canxi máu và rối loạn nhịp tim. Hơn nữa, do lượng canxi lớn giải phóng nhiều hormone khác nhau, gây ra những cơn đau tim, ảnh hưởng đến sự phát triển của tim mạch. Buồn nôn và mệt mỏi. Dư thừa canxi sẽ bị rơi vào trạng thái không tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi, trầm cảm, chóng mặt và buồn nôn, khát nước, đi tiểu nhiều. Rối loạn tiêu hóa. Cung cấp canxi quá nhu cầu cơ thể khiến ăn không ngon miệng, đau bụng, tiêu chảy. Bổ sung canxi quá mức cần thiết khiến thường xuyên bị táo bón. Cách bổ sung canxi đúng cách. Khi bổ sung canxi cần lưu ý một số điểm sau. Nên uống canxi vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng 1 giờ vì ánh nắng có thể làm tăng khả năng hấp thụ canxi. Không ăn quá mặn vì có thể tăng thải canxi qua nước tiểu. Không uống canxi cùng với sữa và các chế phẩm từ sữa. Không nên uống chung canxi với sắt cũng như một số khoáng chất khác như kẽm, đồng, v.v. cùng một lúc mà nên tách ra sáng, chiều, tối. Hạn chế sử dụng thuốc lá và rượu vì sử dụng hai thứ này cũng khiến cơ thể khó hấp thụ canxi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.